Tôi đang bắn với Rook Firefly nha nè. Hôm nay tôi giao lưu với Rook Firefly bên server Thái Lan. Anh ấy cũng phải sang server này anh ấy bắn rồi. Cái này lại chim tròn liền, cho người hủy sub liền. Mấy khứa nó chơi hủy sub kỳ bay. Oh no. Thì có một ngày đầu đó, mấy khứa này sub ra đi, có một sub ra à. Để có cho nha, được 5 ngày sub rồi mới vô chơi game à. Ok đó. Biết vậy khỏi like, em bị tụt sub. Sẵn tiện làm một cái clip Emotional Damage. Tôi sẽ cho các bạn xem về khoảng cái thời gian mà tôi đã làm YouTube. Vì cái khoảng thời gian mà bắt đầu kênh này á, đó là khoảng 2020. Ok. Lúc đó chỉ có 6 người đăng ký thôi, bắt đầu từ tháng 1 luôn nha. Và đến cái năm khoảng tháng 4 á, thì lúc đó mình bắt đầu đẩy mạnh cái gọi là công cuộc, gọi là đẩy mạnh cái công cuộc rồi là làm YouTube. Và nói chung là 2 năm mà để được 5.000 cái sub thì liệu có xứng đáng hay không, mình không biết nữa. Tóm lại là mình làm vì sở thích, làm về đam mê thôi. Với cái tình hình này mình phải đi bú fan, phải bú fan cho một ai đó để cày lên 10.000 sub chứ với tình hình này lâu lắm. Bây giờ tôi tắt màn hình đi. Đây này anh em ơi, giao du đây này. Hôm nay giao du thử hội giao diện thấy không? Anh em thấy không? Miếng lót chuột là miếng hoặc muốn miếng lót chuột harem. Anh em thấy không? Tôi cho anh em xem nè, miếng lót chuột harem thấy chưa? Ôi à, cái này là bị đánh bằng quyền chứ. Miếng lót chuột harem. Ok chưa? Ok. Cộng thêm nữa anh em thấy tôi không? Đấy. Đeo kính thâm lai. Không, anh em mỗi lần thấy mình lướt cái chuột không là cái con nhân vật nó gì. Ở đây có ai bắn hay không? Vô livestream của mình thể hiện đi, mình sẽ làm club content xem bạn bắn, sau đó đẩy bạn lên, bạn nổi tiếng, mình nổi tiếng. Đây là một gọi là mối quan hệ hai người cùng lên. Cũng quay trở lại đây. Cái DPI của mình bao nhiêu mình bắn dở mà. DPI mới mình bắn nó kỳ kỳ, mọi người thông cảm xíu nha. Không qua đâu. Chạy ra đứng trong một bánh. Có nhảy lên được không nào? Nguyệt đẳng cấp. Mẹ bắn gì vậy trời? Yes. Anh em có thể cùng nhau bàn tán ở trên cái kênh chat này về cái vấn đề máy yếu máy lắc anh em đã từng trải nghiệm, anh em sẽ chia sẻ nha. Ok. Tại vì nó sẽ giúp cho những người rất là có tài năng trong việc bắn PC mà bị vùi lấp bởi cái con PC nó hơi cuộn chút xíu. Ví dụ như mình không qua đâu, mình bắn rất là ngu nhưng mà mình có cái PC rất là mạnh. Lộn, mình bắn rất là hay mà mình có PC rất là yếu. Edit cũng như rút mặt cái bộ đồ này, edit đi tranh rút thì khỏi nói à. Không biết ra là rút luôn. Không có vui. Không phải nói ở đây sẽ sống con người luôn. Xuất hiện đi, tất cả các người đã bị bao vây. Tất cả đã bị bao vây, đặc biệt là mày. Không được cái đâu, chỗ này được theo người lắm này nè. Bắn cậu này cho nó vui. Không có vui. Một ghế là mày, mọi người thấy cái cảm giác mình đổi cái súng nó bừa không? Không. Mình chạy thôi chứ bạn này không sống được đâu. Biết ngay, đạp cất ngay. Nghe không? Mình đạp quả mìn nhớ là đạp ngay. Giỡn mặt hả mày? Không. Tao là anh Long. Xin tự giới thiệu, một mình tao chấp hết. Một mình tao chấp hết.
Làm gì đấy? Trời ơi, bắn con này sướng dữ vậy ta, hèn gì thằng đệ mình. Trời ơi, bắn vậy mấy em ơi. Ủa thằng này nó vớt mẹ xuống đâu vậy anh em? What the hell? Ủa? Mẹ nó chìm điểm đi đâu rồi nè anh em? Không có đâu. Thấy mụ nội rồi, má. Nó đứng ở đó mà sao mình không thấy ra. Có ai vô nữa anh em? Tham lâu rồi đấy, gặp tham lâu rồi chị em. Anh ơi máy yếu thì làm sao cho FF cao? Xem FF của anh có cao không đã rồi anh mới hướng dẫn nha em. FF của anh có chín mấy rồi nè mà anh thấy chơi mượt phết. Anh tắt đi, anh không biết anh chơi bao nhiêu FF, anh thấy nó mượt là được rồi. Máy asset cổ thì như nào anh? Máy asset cổ thì vứt vào một xó hiểu không? Hoặc là bán cho trang, không lấy để làm kỷ niệm. Sau đó em đi phù hồ kiếm tiền. Mày có thấy được không? Mày có nghe tiếng cho nó? Có nghe tiếng chân không? Ủa? What? Sao mày sống được hả con? Thấy mẹ rồi anh em ơi. Thằng thứ nào truy sát tao. Thứ nào đây? Bye bye, see you again. No. Nhảy ra đây cái gì? Tụi mày theo anh. Rồi mày theo anh. Mày ảo mày cú tông làm chết. Người ta gọi cái này là biết có gì để lút hết. Anh ơi, server ban lên hết. Anh ơi đây. Anh đang chơi vơi và bỏ tốt cuộc đời đây. Ôi, khổ quá, tôi khổ quá mà. Gì chết ở trên đây xuống gì. Ấy đâu. À, chìm rồi anh em. từ từ rồi cháu cũng sẽ nhường anh em ạ. Không biết mày có đồ bú mà mấy thằng này bây giờ bú ghê lắm anh em. Bú lo rồi bú đến ghê lắm bé biết ngay mà bú đi. Rồi xem mới ông cho mình xin like đi mọi người. 3 like nữa được 50 like rồi. Wow. Bang. Hey yo, what the fuck? Ủa, chơi xong rút wifi yêu cầu kết bạn luôn. Bắn pha nãy giống rút wifi quá. Giờ rút wifi kết bạn mình luôn anh em ơi. Anh đi này review ạ, anh đi này chơi bình thường thôi, không nạp tiền. Ôi ơi, 80 sao cày ghê đấy. 4.700 điểm. Ghi chữ O. Chơi 130 trận. KD 4 chấm, KD 4 chấm, thì lên sọt 36%.
ra đi 109, 108. Anh quay lại ngay đây, anh quay qua bên này đi, qua này rút cây súng. Mọi người không còn gì để hỏi nữa rồi đúng không? Mọi người im lặng coi livestream nữa không? Tôi đang bắn với Rook Fai Fai nha. Hôm nay tôi giao lưu với Rook Fai Fai bên server Thái Lan. Anh ấy cũng phải sang server này anh ấy bắn rồi. Chết rồi, tự đặt keo mình rồi. Má tự nổ bom mình chết. Anh Rút ơi, em vừa có một pha sai lầm trong cuộc đời, người ta gọi đó là cái pha gọi đần nhất cuộc đời mà em từng trải qua. Thề cái quả đó là đang tính cầm bom đúng không? Ném lên cái gốc cây cho nó dội xuống. Thế nếu nào ném mẹ vào bờ rào trước mặt có người anh. Giết em. Ai, công lên luôn. Giết nó. Wow. Thì anh cũng có đấy. Xin chào. Tôi quay trở lại rồi đây. Cái thằng thứ này tại nhóm dưới anh Rút của tao. Đông quá. Đông. Thì bú tí đồ ra anh ơi. Anh Rút ơi, đợi em xí em bú tí đồ. Ui. Trên chỗ anh Rút giao tranh có vẻ đắt. Đi bo thôi đại ca ơi, đi bo Rút ơi. Anh em mình nữa, anh em với Rút á, bây giờ hai người á gọi là lên chiếc chiến mã siêu tăng kia kìa. Anh em mình đi càng. Giờ còn để bắn hay hết rồi, anh bắn con shot làm hai like không được cho anh Rút ơi. Trước mặt có người. Rút thật kìa anh em. Ôi trời ơi, không thế. Chỉ một lần sai lầm thôi cuộc đời này chúng ta trở thành súc vật. Thấy mẹ rồi. Lũng cái lỗ rồi. Đang chơi với anh Rút nè, anh em không thấy hả? Rút nè, Rút trung của. Anh chơi anh Rút, anh Rút ọc bẻ luôn anh em. Chúc mấy anh em ngủ ngon. Okay. Đến lúc mình đọc stream, see you again. Bye bye nha.